Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ sticker gồm có 4 nàng công chúa xinh xắn. Wow! Rất nhiều những chiếc váy với những bông hoa đủ màu sắc và rất nhiều những phụ kiện xinh xinh. Phía sau tờ bìa còn có thể tô màu được nữa các bạn nhé. Rất tiện phải không nào? Nào, chúng ta cùng khám phá thôi. Let's go! Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để đón chờ những video mới nhất từ Châu Chi TV nhé. Cùng ngắm nhìn bộ hình dáng xinh đẹp này nào. Tờ bìa có hình một căn phòng ngủ nè, có giường, thảm, tủ, bàn trang điểm nữa nè. Mình sẽ dán bộ sticker này vào tờ bìa này nhé. Các nàng công chúa của chúng ta sẽ đóng vai là các nàng tiên đang bay lơ lửng trong phòng. Đầu tiên là một nàng công chúa có mái tóc màu tím. Nàng mặc một bộ bikini màu xanh, nơ đỏ. Nàng công chúa thứ hai có một bộ tóc màu hồng, rực rỡ. Còn nàng công chúa thứ ba có một bộ tóc màu cam tinh nghịch. Nàng công chúa út ít có một mái tóc màu vàng. Các bạn ơi, chất liệu của bộ sticker này bằng nhựa, có một lớp xốp ở giữa. Bộ này rất là dễ bung, nên khi chơi chúng ta cần phải hết sức cẩn thận các bạn nhé. Nào, chúng mình cùng chọn váy cho các nàng đi dự tiệc thôi. Hôm nay các nàng sẽ đi dự một bữa tiệc có chủ đề màu hồng ngọt ngào. Đầu tiên là một chiếc váy cúp ngực có màu hồng chủ đạo. Phía trên có màu vàng, phía dưới là một vườn hoa hồng với đủ màu sắc. Tiếp theo là một chiếc váy màu hồng 3 tầng, bồng bềnh, được tô điểm thêm những viên ngọc trai màu vàng óng ánh. Một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp, sang trọng, dành cho nàng công chúa thứ 3. Nàng công chúa út mặc một chiếc váy có hình một bông hoa đang nở rộ. Cho thêm các phụ kiện nữa nào. Hãy thả tim cho các nàng công chúa bằng cách ấn vào nút like các bạn nhé. Các bạn ơi, trong 4 nàng công chúa này, trong các trang phục của các nàng công chúa, các bạn thích nàng công chúa nào nhất? Hãy để lại bình luận ở dưới video này cho mình biết nhé. Chủ đề thứ hai là bữa tiệc màu xanh. Các nàng công chúa của chúng ta sẽ mặc những chiếc váy màu xanh các bạn nhé. Một chiếc váy màu xanh xen lẫn màu hồng nè. Trên váy còn có những con sao biển đủ màu sắc. Tiếp theo là một chiếc váy dạ hội bồng bềnh, giống các tiểu thư thời xưa. Trên váy có 4 chiếc nơ và những viên ngọc trai lấp lánh. Một chiếc váy màu xanh đuôi cá dài xuống tận chân. Phần eo còn có một đóa hoa làm cho chiếc váy cực kỳ nổi bật. Wow, thật là đẹp phải không nào? Vẫn là một chiếc váy màu xanh với những dải hoa đầy sang trọng và rực rỡ dành cho nàng công chúa thứ tư của chúng ta. Các bạn ơi, trong 4 nàng công chúa, các bạn thích nàng công chúa nào nhất? Hãy để lại bình luận dưới video này cho mình biết nhé. Cài thêm những phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh vào nữa nào. Tiếp đến là vòng 3. Vòng 3 này là trang phục tự do. Mình sẽ tiếp tục thay trang phục cho các nàng công chúa nhé. Những chiếc váy ngắn sang chảnh phù hợp với việc đi dạo, đi chơi, phải không nào? Vẫn còn rất nhiều những chiếc váy nhẹ nhé,
Mình sẽ dán vào đây cho các bạn cùng ngắm. Wow, cùng ngắm nhìn bốn nàng công chúa và tủ đồ của các nàng công chúa nào. Các bạn ơi, video dán sticker thay trang phục cho các nàng công chúa đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ cho bạn bè và đón chờ những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.